Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với hôm nay anh em mình gọi là phải trốn vào đây để làm gọi video cho mọi người xem, nhưng mọi người biết tại sao mình cứ vẽ cho không biết là cái tài luôn, không phải nói cái đấy mà phải gọi là cuộc đời mình chưa một thằng nào dám đái thẳng vào mặt mình đâu. Thế mà cái sầu dám ấy nó không những đái vào mặt mình mà nó còn gọi là hôm nào kiểu gì mình với bao đấy sẽ bắt một lũ về tra tấn bằng loa thùng. Không điếc hết cả này để em tra tấn dáng rồi biết người là cho một cái khi mà ở cái ngoài cái khu bể bơi của anh em mình ấy nó kêu ủi định làm ở ngoài đấy nhưng mà gọi là sợ mọi người không nghe cái gì ngoài tiếng bể sầu, nên là anh em mình hôm nay lôi cả một cái cây ngứa gọi là siêu to khổng lồ này đi qua gọi là đi qua cánh cửa này để giúp được vào đây. Đấy. Để làm gọi là hôm nay anh em mình sẽ làm thạch giúp ống tre, nó giống như kiểu anh em mình đã từng làm tiết canh ấy. Đấy. Đó. Bây giờ đây là nguyên liệu của anh em mình đây. Hôm nay anh em mình sẽ làm bốn cái khay gọi là thạch nhá, để chiều là anh em mình sẽ ra bể bơi tắm mát và gọi là thưởng thức thạch. Đây. Nhưng cái này là tạo màu để mình không biết là nấu bằng cái này nó có ổn không. Anh em mình sẽ phải nấu bằng sữa rồi nhưng mà sữa nó không đủ màu. Nên anh em mình có thêm màu đen, màu cam và màu đỏ. Đấy. Còn màu và dâu riếc này thì mình sẽ sử dụng sau. Đây là thạch rau tô anh em mình dùng đấy. Đấy. Bây giờ mày đi lấy nước cho mà nồi lên. Anh ơi. Lên bếp điện. Sao anh không cho quả nữa? Hả? Anh có quả màu không? Hoa quả cho vào sau, đến lúc cho vào cả đá cùng cơ. Đá. Mày lấy nước cái cho lên bếp. Điện đây. Đấy, ống rất là to nha. Lau hết những cái này sạch sẽ đã. Xôi chưa anh? Được rồi. Cho cả mì chính rồi. Điện, đường. Đường á? Tạm diễn lại. Và lên lỡ thôi rồi. Đấy. Mà bắt đầu tiên hồ gọi là máng đầu tiên mình sẽ làm gọi là màu đỏ nha mọi người nhá. Với nước sơ tinh à? Màu đỏ. Thấy cái này em phân đánh nhá. Từ từ khoảng lên đều đã xong thì cho nước sơ tinh. Khoảng đi. Đấy, cho cái này đấy. Thơm đấy. Thêm một ít mưng ngụm nhé. Ừ. Hình như có cái gì đấy sai sai. Như thế nào? Hình như không. Đúng rồi. Sao mãi chưa thấy thành nhỉ? Hình như sai sai rồi. Xem nào. Đun sôi 1 lít đến 2 lít nước cho hỗn hợp đã trộn vào nước đang đun sôi. Đấy như nào? Hỗn hợp đã trộn xong rồi đường xong mình đun. À, đúng mà. Chị em không thể chạy đâu. Sao tao thấy nó sai sai cái gì đấy nhỉ? Cho nước vào nhé. Thấy nước chưa? Anh thấy nó có sự dính dính không? Tao chưa thấy nó dính dính cái gì cả. Hình như sai sai thôi. Sao nó phón cục thế này? Hả? Hình như phải đảo đều trước rồi mới cho vào. Ờ, hình như thế. Sai. Sai thêm một cái nữa. Hả? Người ta bảo là 1 đến 2 lít nước, mình có thể 1 lít nước được mà. Sao mình cho 2 túi? Ờ, thì lấy túi nước đây nào. Đun sôi 1 lít đến 2 lít nước cho hỗn hợp đã trộn vào nước đang đun sôi. Thế đúng rồi. Đúng rồi. Nhưng mà chắc là ít quá.
À, mày dốc đi để tao quắng cho nó nhanh. À, cho nó tan. Cho nó đều. Cho nó đều. Đấy, dốc đi. Thôi, dốc đi. Thôi, cứ thoải mái đi ạ. Mày thách thách chưa? Rồi, ok. Đấy, nhưng có vẻ... Em nghĩ nó sai sai. Đúng đấy. Không sai đâu. Làm các cái màu đỏ cho nó... Đưa em đổ cho anh lắc. Tí thôi. Nó đỏ lò màu. Rồi. Bây giờ nó ngọt có vị nữa. Thế thôi. Nào, tắt bếp đi. Bây giờ sẽ cho ra để... Nào, đem cái muối to đây. Em tự phải đi. Sẽ cho vào một máng đầu tiên. À. Chưa bắn nào. Đây. Bắn đây đi. Đây. Đây. Chút nhé. Đây. Có đông rồi. Với cả thì không đỏ lắm đâu. Thế nên là đỏ rồi. Thế thì mình cam. Không, chúng ta mình gọi lại cái màu cam khác chứ. Không biết có đông không anh nhỉ? Xong rồi lấy cái kia bức chêm lên kê lên. Sau khi nó đông thì anh em mình mới cho trộn cái hoa quả và đá nha mọi người nhá. Chứ không trộn luôn. Trộn luôn là mới đông một chứ. Không, trộn hoa quả với đá xong rồi một cách riêng ăn nó ngon. Đó. Như kiểu làm tiết canh không nọ anh em mình làm ấy. Nhưng mà đây là bằng thạch. Không tí ra bị rơi để đấy đã. Xong tí chiều nó đông không ra để rơi nữa. Ôi. Chết rồi. À, giữ. Này đâu, để quá. Xong mình còn cho đá nữa mà. Đó. Cái này mà cái ống này nó đều kiểu. Ok, thì tí tao trên ra để. Bây giờ mình sẽ đi nấu màu màu cam này, màu sữa và màu gì Coca-Cola. Đấy. Ủa, thơm nhỉ? Màu hồng mộng mơ nha mọi người nhá. Quả này anh nó giống cái gì không? Giống gì? Nước giải. Nước giải nhỉ? Đây cầm đấy, đổ thẳng lên đấy. Yêu màu tím, thích màu hồng. Ghét màu đen. Mang này sữa không đông đâu. Không, đông hết, tao làm đông hết. Thì thôi. Rồi. Thế nào? Đấy, sẽ còn một màu cuối cùng ở đây nhá. Đố mọi người màu gì đấy? Em biết chưa? Mình làm một. Ui, bụng nó xâm nhập sang bên này. Cái này nó bị bục này, nó đang chảy cái màu hồng sang màu... Cái này vừa cam vừa đấy này. Chảy sang màu cam. Đấy, anh em mình sẽ có hai màu trộn vào nhau. Nhưng mà nó chỉ châm được một đường thôi. Nào, bây giờ anh em mình sẽ phải ra chuẩn bị đấy đó. Hút bình. Xong dính này. Dính rồi. Chưa. Nó đang đông thôi. Cái đó. Đông nhanh nhỉ. Đi, ra hút. Đây. Mấy hôm anh em mình lại phải hút bể một lần mọi người ạ. Cái bể này chỉ ăn sử dụng được 3 hôm thôi mọi người ạ. 2-3 hôm thì hôm nào sử dụng nó đấy quá thì kia. Thì phải hút ra mới giữ cái này đi. Thế đi tắm đi ơi. Từ. Nó mà bẩn thì sẽ không mát. Bẩn thì sẽ không mát. Mà chiều còn lôi sạch ra đấy để sử dụng ra. Cắm đây. Ok. Mọi người sẽ thấy công suất của con máy khủng này nhá. Anh. Ui à, nó không chứ được, chăn ngay ngay được. Không có đồ đấy. Dưới cây luôn. Dưới nhà luôn cho mát luôn. À. Tạo không? Không. Đây là tạo mưa luôn nhá. Ê, mày kéo thẳng cái ống kia ra cho nó. Nó đấy. Dưới nhà này cho mát luôn mọi người ạ. Nhà rơm này được cái mát. Thì còn là chăn tưới nữa thì rất là mát nhé. Có được một cái bể bơi gọi là nhiều 2-3 hôm lại mệt phết đấy mọi người ạ. Không phải đùa đâu. Cọ sạch hết nhá, xong rồi bơm nước giếng lên đây. Tại vì nó ở dưới cái đáy này nó rất là nhớt. Không hiểu nước nhớt nó ở đâu ra. Nhớt kinh điển luôn.
nước nhớt thì đi rồi. À, đây cho mọi người xem cầu thủ của anh em mình. Gì đấy? Nhầm. Nhầm gì đấy? Có gì hot đấy mọi người? Đang không tỉnh. Đây, đây là cầu thạch của anh em mình nhá. Được mệnh danh là cầu thạch dài nhất Việt Nam. À, nói chung là bây giờ anh em mình sẽ phủ bao đệm ra để làm gọi là thạch chất chua hoa quả. Thạch hoa quả. Đây, phủ nó bắt đầu không để được lâu mọi người. Các đầu bếp cũng như mình khác rất là đẹp nhé, nhưng mà không để được lâu, nó đang có một sự gọi là hơi mục dần rồi. Thế nên anh em mình sẽ quyết định bổ nó để ăn với lại thạch của anh em mình rất là đông rồi nhá. Anh sơ vào cảm giác giống kiểu silicon nhỉ. Silicon anh dám vào các cái kính này. Mọi người muốn cắt bổ mao đệ theo kiểu gì? Ngoài bụng gọi là credit hay là chặt đầu? Chặt đầu đó. Đây khai nào. Thôi à, tàn nát thế. Khỏi đâu. Cẩu đâu chảm chơi. Long đâu chảm. Hả? Long cái cứt đi mày, chỉ có cẩu đâu chảm đây. Cá đâu chảm chơi lại. Cột đầu nhé mọi người nhá. Anh khoét cho em nguyên một cái đầu ấy. À ừ, đây. Long một cái đầu ấy. Khoét cho mày một cái đầu nhá. Ừ. À. Ấy, thế thì bây giờ ta sẽ tạc lại mày để nguyên phần người mày. Còn đâu tao lấy làm được. Còn đâu tao lấy dưa tao chỉ ăn. Chỉ có em mới làm được thôi. Mày, cái trước cái gì tao không làm được. Làm người tao còn làm được nữa là làm. Đấy. Ui, bỏ hết. Đỏ nhỉ. Cảm thấy hứng thú rồi đấy. Ui, rất là đỏ. Ui, cái này mà ăn với sữa chua thạch thì thôi rồi. Thạch đá. Ừ. Mời mọi người nhé. Ngọt quá nhỉ. À, đây. Vậy là mao đệ vẫn còn sống nguyên. Đấy. Này. Đấy. Anh ơi. Này để. Chặt mất hầu gà của em rồi. Hầu đâu? Hầu đâu chặt đâu mà chặt mất hầu. Nguyên. Đấy. Đấy. Thế thì em không có tài à? Tí cầm về để lên cái van nào cao nhất đấy nhá. Mất tay. Để lên cái van nào cao nhất đấy nhá. À, ở chính nhà cũng được nhá. Đấy. Đấy. Đẹp không mọi người? Đấy. Bây giờ sẽ đặt đây. Đấy. Để bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu cắt ra để cho vào thạch. Ok đấy. Nào. Đá. Đấy. Mình sẽ ăn màu hồng trước. Mình thích màu hồng. Mình sẽ ăn màu xanh. Mình thích màu xanh. Đấy, màu đỏ. Đỏ. Ừ. Đó, sẽ ăn màu đỏ trước. Sao mày không ăn màu cam đấy? Ờ, em ăn màu đỏ với màu xanh. Đấy. Sừ. Ui. Cho nhiều dưa hấu ăn được phê. Thôi, tao cho thôi, tao cho đá. Cho đá. Cho em với. Ừ. Xong xanh chưa? Cho em in. Đây, tự lấy. Đây, cho mọi người xem nhá. À, thạch của mình đông đặc đến cỡ nào nhá. Đây. Đây, đây này. Cái gì? Lùi mày đầy thế. Đây này. Ui rồi. Đông cứng luôn nhá. Ui rồi, thành miếng luôn này. Quả, wow, mời mọi người nhá. Ngon lắm. Ngon lắm. Cái này phải trộn trộn ra. Đây, dồn nó về một góc. Đấy, trộn nó ra như thế này này mọi người ạ. Thì mới đây thì mới đảo được đấy, thế này là cứ chọc nó ra đảo. Ôi thôi anh ơi, ui chế độ đầy quá mày ạ. Tiết mục em ăn nè. Bây giờ các bạn nhá, ăn thạch của mình nhá. Thôi cho ăn rau liêu. Thạch đá dừa. Ôi trời, đây là thạch sự tinh nhá. Wow. Đây. Wow. Cho thêm đá, cái này ít đá. Ngon. Ăn ngon không? Ăn rau liu không? Ôi trời. Mà chuẩn bị sẵn sàng thế kiếp đây, ăn ngồi nhau. Ôi, em không ngồi đâu. Em đứng. Hả? Em đứng.
Chờ, cái này đứng đi. À. Cái này có cả đá nhá. Đàng hoàng nhá. Những này đàng hoàng luôn, sống tránh dừa. Sống tránh dừa. Xà. Đây nhá, mình sẽ đến lượt của mình. Mời tất cả mọi người nhá. Ấy kìa, nó có một cái lỗ này nhé. Xong rồi anh gạt đá, gạt dừa vào nó. Quét lỗ nữa, trộn đất lên, tạo trộn đất lên. Chả trộn. Ăn ngon. Đồng hơn tiết canh mọi người. Anh ơi, đi em chơi một khúc. Mình lấy được cả cái khúc đấy lên không? Con dao, nhỏ, anh lấy con dao đỏ cho em lấy không, được. Không cần dao. Không. Không cần dao đâu. Mình lấy cả khúc đây đây xem nào. Đây thì em lấy cho. Đây này, cầm này sấn này này. Ây, khúc to mà không, bé thì khúc hẳn ở đây này. Đấy, lấy hẳn khúc. Đấy, thế. Đây đây nhá. Cầm tất. Tất luôn. Tất luôn. Cầm đấy. À. Cứ để ý em. Không cần, mày thò tay xuống, móc bắt lại lấy. Trượt rồi. Ôi, đứt rồi, đứt rồi. Ây da, ây da, ây da. Ây da. Đứt, 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 đứt. Khả năng của em quá kinh khủng quá. Ôi, sống cháy nhá, sống cháy. Nè, anh ơi. Thằng Dô. Thế mày ăn đi, đây. Nổi, mà... cái gì nó không ngấm vào đâu. Nó không ngấm vào, tao đang định ăn thôi, tao chả ăn. Bây giờ không hẳn ăn quả thạch cho tao khổng lồ với nhá. Nhìn như con đĩa ấy. À, may là nước này là nước vừa bơm đấy. Như con đĩa này. Ngon không? Ngon ngứ. Giao lưu miếng của mày đấy. Anh không? Không ngon bằng mình. Anh ơi. Tuyệt. Nhạc tuyệt. Quên mất. Đấy, đổ chút sữa ấy. Mà lấy sữa rồi. Mà thôi chả cần ăn thì ngon. Anh về lấy một bát mắm mình sống. Mày điên. Đây tao chấm đâu. Đấy, quên rồi lại cái mặn luôn. Đấy, quên đấy. Này, chứ đông rồi. Rồi thử bên này, thử bên này. Rồi anh em mình sẽ thử từng thôi, cất ghế đã. Anh ơi, anh còn em lấy hết quả màu xanh này không? Đủ mới lấy được hết. Em lấy được. Hả? Bao nhiêu tiền? Không tính tiền. Thì em lấy. Chơi tiền, tao lấy cho mà xem. Không. Đây. Bỏ ra. Đây này. Đã biết gì về nghệ thuật kìa. Người ta phải tách tách dần dần đấy, dần 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 dần. Dần dần, nên đấy em đi một vòng. Em đi một đường quyền. Đấy, tao đẩn thế này đó. Mất từ từ à? Sao tao không đi được nhỉ? Thấy rồi. Thấy được không? Đấy, đưa tao vét ra cho. Im. Đấy, tao hỗ trợ. Tao phỏng em lên rồi. Ui ui. Níu, đỡ đi. Đỡ. Tao đỡ. Thế mà mình em làm được. Ui. 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 À, tay mình vừa cái này ui, luôn. Chân quá, chân quá. Nào, ăn, ăn, ăn. Mời tất cả mọi người mua một miếng thạch siêu dài nhá. Ui, ui, ui. Năm ngoái anh em mình đã làm một cái viên thạch khổng lồ rồi, năm nay là làm viên siêu dài. Nên này thơm lắm anh ạ. Hơi nhạt. Thơm nhưng mà thơm nè. Mùi à. Nước xanh xanh hả? À, mùi soda kem. Sặc. Trông nó bùn nhùn nhùn như kiểu cầm mà. Anh lấy cục to này nhá. Ăn phải kem mới đã. Cho xin miếng đấy. Cho xin miếng dưa ấy. Ăn gì đã. À.